học này qua một người anh mục trèo của em ạ. Thì hôm nay là có cả mẹ anh ấy, đưa cả mẹ là cô bác mà đau chân ấy. Với cả giới thiệu cả chị Vân là vâng. Thì thực sự là anh bảo là em lên đi học đi, thì thực sự là trong cái khóa học này em nhận được rất nhiều giá trị. Cái thứ nhất là trong cái cuộc sống càng ngày càng hiện đại hiện nay thì gần như mọi người đang bị như thầy chia sẻ, chúng ta đang lạm dụng, đang tận dụng công nghệ và tất cả những cái thứ tiện ích nhiều quá, chúng ta quên đi lối sống lành mạnh. Thực sự là lối sống bây giờ bản thân như em là cũng có một số cái, sáng nay thì cũng tập, em bị bệnh xoang mà sáng nay tập xong bây giờ thấy mũi nó cũng thông rồi. Đấy có cái đầu tiên, với cả có cái chớm dấu hiệu của dạ dày thì thi thoảng bị nhói. Thì như hôm nay học thì em cũng vỡ ra rất nhiều thứ, cũng có ghi chép lại và cũng có một số cái để ứng dụng đang lên một cái lịch trình mới trong sinh hoạt. Và có hai cái em ứng dụng em chia sẻ với mọi người là một, em sẽ làm cái lịch trình sinh hoạt để mình dán vào góc làm việc. Cái thứ hai đó là cái mọi người em nghĩ là lên, vì tại sao, vì sau khóa học em học rất nhiều khóa học rồi, một thời gian sau chúng ta sẽ quên. Nếu mà chúng ta không có cộng đồng, nếu mà chúng ta không có kiến thức, chúng ta ghi lại, chúng ta làm những cái bảng chúng ta dán ở trên trong bếp là những cái khu vực mà những cái thực phẩm chúng ta lên ăn, chế độ ăn, thì đó là cái mà chúng ta để gieo lại những cái kiến thức. Chứ không thì nó thực sự là một tuần sau chắc là cũng chỉ nhớ được khoảng 10% thôi. Đó thì quan trọng là về ứng dụng. Đó thì cái thứ hai đó là cái bài tập thể dục. Thực sự là em lúc lái xe nhiều em cũng bị mỏi phần thắt lưng này. Sau khi tập những cái bài thực ra nó đơn giản thôi, thì trong tầm 20-30 phút thì nó cũng cải thiện khá nhiều. Thì cái thứ ba đó là em sẽ lan tỏa những cái giá trị này. Hôm qua thì hôm nay thì cũng vui, cảm thấy cơ thể nó khỏe hơn, thì cũng chia sẻ với một số bạn bè. Thì cũng rất hy vọng là cảm ơn ban tổ chức đã sẽ lan tỏa được cái hoạt động này ý nghĩa hơn đến nhiều người Việt chúng ta, để chúng ta có một thế hệ cộng đồng người Việt sẽ có sức khỏe tâm, như chị nói là thân khỏe tâm an và trí sáng. Cảm ơn.